TX, Tân Châu cách ly tập trung 33 người tiếp xúc gần người nhiễm và người nghi nhiễm dịch Covid-19. Ngày 13 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TX Tân Châu An Giang Huỳnh Quốc Thái cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung 33 người tiếp xúc gần, người nhiễm và nghi bị nhiễm dịch Covid-19 tại Đại đội Bộ binh 6 xã Vĩnh Hòa TX Tân Châu, khu vực cách ly, cấp phát dụng cụ sinh hoạt cho người thực hiện cách ly phun xịt khử trùng xe chở người đi thực hiện cách ly. 33 người dân ở TS, Tân Châu thực hiện cách ly y tế. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, ngày 6 tháng 3, du thuyền Ba Sợc Pandor số hiệu SG6342 có hành trình đi từ Việt Nam sang Campuchia. Khi đi ngang địa phận Tân Châu, du thuyền dừng lại, đưa khách lên bờ tham quan khoảng 45 phút, đoàn khách du lịch đi bằng xe lôi quanh chợ Tân Châu trong số khách lên bờ tham quan có người bị nhiễm dịch bệnh COVID-19, đang điều trị tại Campuchia. Đến chiều nay, công tác cách ly y tế tập trung đã được các ngành chức năng TS Tân Châu chuẩn bị hoàn tất. Các điều kiện sinh hoạt như ăn, nghỉ, cho người cách ly được đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân TS Tân Châu đã thành lập tổ chỉ huy khu vực cách ly. Chỉ đạo các ngành, chức năng tiếp tục điều tra những người tiếp xúc gần F2 với những trường hợp đang cách ly để thực hiện giám sát y tế tại gia đình. Đến nay, số người này được xác định là 94 người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TS Tân Châu Huỳnh Quốc Thái khẳng định đến thời điểm này TS Tân Châu đã chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân địa phương biết cách tự phòng bệnh, an tâm lao động, sản xuất cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại